Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khoảng ngày 6 tháng 10, một đợt không khí lạnh yếu từ phương Bắc có khả năng tràn xuống nước ta, trở thành đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ chiều tối ngày 6 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, miền Bắc sẽ có mưa rào và mưa rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo do sự tương tác giữa hai khối khí nóng, lạnh nên trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Cũng do tác động của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc từ ngày 7 tháng 10 giảm từ 3 đến 4 độ so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 đến 30 độ, thấp nhất từ 22 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, trời xe lạnh về đêm. Tại thủ đô Hà Nội dự báo trong ngày 7 tháng 10 có mưa rào và rông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ, trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 10, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội phổ biến từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 23 đến 25 độ, trời xe lạnh về đêm. Dự báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khoảng ngày mùng 7 tháng 10 cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.